quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về điều chỉnh giá một số dịch vụ khám chữa bệnh áp dụng cho cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố. Theo đó, thì giá của 800 dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập của Hà Nội sẽ tăng giá gấp đôi so với hiện tại từ ngày 1 tháng 8 tới. Điều mà nhiều người dân có lẽ rất băn khoăn là viện phí có thể điều chỉnh tăng cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng chất lượng khám chữa bệnh và điều trị thì có đáp ứng được nhu cầu của người bệnh hay không? Để giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin về vấn đề này, trong chuyên mục Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phạm Ý Nhi, là đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội, đồng thời cũng là giám đốc của Bệnh viện Sanh Pôn. Cảm ơn bà đã tham dự buổi trò chuyện ngày hôm nay. Trước khi đến với cuộc trao đổi, ngay bây giờ xin mời bà Nguyễn Phạm Ý Nhi cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin tổng hợp sau đây. Cụ thể, giá viện phí từ ngày 1 tháng 8 tại các bệnh viện công lập của Hà Nội được điều chỉnh như sau. Giá khám bệnh, kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện loại 1 được điều chỉnh từ 25.000 đồng lên 100.000 đồng đối với danh mục khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa. Giá khám sức khỏe toàn diện, lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ tăng từ 37.000 đồng lên 100.000 đồng một lượt. Giá một ngày dừng bệnh hồi sức cấp cứu là 113.000 đồng đối với bệnh viện hạng 1 và 75.000 đồng đối với bệnh viện hạng 2. Các mức giá trên chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở. Giá giường bệnh nội khoa, ngoại khoa cũng tăng mạnh lên mức cao nhất là 108.000 đồng một ngày. Theo tính toán của Ủy ban Nhân dân thành phố, mức giá bình quân các dịch vụ khám chữa bệnh được điều chỉnh tăng khoảng 2 lần so với mức giá đang áp dụng tại các bệnh viện công ở thủ đô. Thưa bà, với tư cách là giám đốc một cơ sở y tế cũng vừa là đại diện của nhân dân, bà đánh giá về những mặt tích cực cũng như là tiêu cực về mức tăng của những dịch vụ y tế tại Hà Nội lần này như thế nào? Giá viện phí đang thực hiện tại các cơ sở y tế trực thuộc thành phố Hà Nội là cái giá một phần viện phí và đã thực hiện từ năm 1995 đến nay và đã bộc lộ rất là nhiều bất cập. Chính vì vậy thì Liên Bộ Y tế Tài chính đã ra thông tư 04 về điều chỉnh mức giá tối đa cho khung giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế trong các cơ sở y tế công lập. Và theo thông tư này thì có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2012. Và cho tới nay thì đã 61 tỉnh thành phố đã áp dụng giá viện phí này. Thì vừa qua thì Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết điều chỉnh giá 819 dịch vụ y tế. Và theo tôi thì cái sự điều chỉnh này là hết sức cần thiết và phù hợp. Vâng, có thể thấy rằng nó sẽ có những cái mặt tích cực đi kèm theo đó đúng không ạ? Kể cả những có những mặt ảnh hưởng khác nữa cũng đến bệnh nhân của chúng ta đúng không bác sĩ? Chúng tôi thấy rằng là với cái mức giá điều chỉnh viện phí lần này thì Hà Nội làm khá là thận trọng. Có xây dựng đề án, có lộ trình tăng viện phí và có đánh giá các tác động. Vì vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là chủ yếu là cái giá viện phí lần này là điều chỉnh những cái chi phí mà trực tiếp liên quan tới khám chữa bệnh của người dân. Ví dụ như là thuốc, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, điện, nước, rồi rác thải, vân vân. Thì tất cả những cái đó nó sẽ góp phần là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho cơ sở y tế và đảm bảo quyền lợi cho người dân. Vâng. Nhiều chuyên gia y tế hay cả các đơn vị quản lý liên quan cũng có ý kiến cho rằng với thực tế hiện nay thì dù viện phí có tăng thì tại một số cơ sở y tế tuyến công lập của thủ đô, những dịch vụ tối thiểu dành cho bệnh nhân vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Bà nghĩ sao về ý kiến này ạ? Thực tế thì các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố thì trừ một số ít những cái cơ sở xây dựng mới, còn đa phần là những cái cơ sở đã từ rất lâu đời và có nhiều nơi là cũng đã xuống cấp. Đấy. Thế thì trong những năm vừa qua thì cũng được sự quan tâm của thành phố, cũng có đầu tư cải tạo sửa chữa, cũng như là các bệnh viện thì cũng phải trích những cái phần trong nguồn thu của mình để duy tu, bảo trì. Tuy nhiên là thực tế thì chưa đáp ứng được với nhu cầu. Chính vì vậy mà vẫn còn nhiều cái cơ sở y tế mà còn có những cái khó khăn, và có những cái khó khăn như là chật chội này, rồi xuống cấp này, rồi nhà vệ sinh thì chưa đáp ứng được với, hay là diện tích buồng bệnh, giường bệnh thì thực tế là chưa đáp ứng được với nhu cầu. Vâng. Thì với cái điều chỉnh viện phí lần này, chúng tôi nghĩ rằng sẽ góp phần cải thiện từng bước. Cải thiện từng bước và phải có lộ trình đúng không ạ? Thưa bà, theo quy định thì khi viện phí mới được áp dụng thì các cơ sở y tế phải dành tối thiểu là 15% số thu từ dịch vụ khám chữa bệnh để nâng cấp, mở rộng khu khám bệnh. Tuy nhiên thì thời điểm điều chỉnh viện phí đang đến rất gần là ngày 1 tháng 8 thì Bệnh viện Sanh Pôn đã chuẩn bị như thế nào để đáp ứng với mục tiêu của ngành y tế đặt ra?
Ở thực tế thì cái việc chuẩn bị này của chúng tôi không phải để đến bây giờ thông qua thông tư 04 chúng tôi mới làm. Mà từ trước ấy thì hàng năm thì vẫn có những cái nguồn thu từ bệnh viện để mà duy tu bảo trì bệnh viện. Rồi thì thành phố cũng có đầu tư, tuy nhiên là thực ra những cái đó nó còn rất nhỏ so với nhu cầu. Thế thì với cái việc thông tư 04 ra đời từ được ký từ ngày 29 tháng 2 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 thì trước đấy là các cơ sở y tế chúng tôi cũng đã chuẩn bị giáo diết, mà tức là rất là tập trung để mà nâng cao cơ sở để đáp ứng với những điều kiện do thông tư 04 nêu ra, để nó phù hợp với cái giá dịch vụ trong thông tư 04. Thì ngay từ bây giờ chúng tôi đã tập trung, chứ không phải để đến bây giờ. Tại thời điểm này chúng tôi cũng đã dành những cái nguồn kinh phí từ nguồn thu của bệnh viện, nguồn ngân sách của thành phố, rồi nguồn tài trợ để cải tạo mở rộng tất cả các khoa khám bệnh. Đây là một cái chỉ đạo rất là quyết liệt của ngành. Chúng tôi cũng đã bố trí như là tăng diện tích chỗ ngồi, bố trí ghế, rồi tăng bàn khám, bố trí tăng nhân lực. Rồi thì là để mà quản lý tốt công tác khám chữa bệnh thì cũng phải nâng cấp cho hệ công nghệ thông tin, đầu tư phần cứng như là máy tính, máy chủ, máy in, rồi thì nâng cấp bảo trì phần mềm. Thế rồi thay đổi những cái quy trình khám chữa bệnh, hoàn thiện ngày càng cho nó phù hợp hơn. Tức là cũng rất nhiều công việc phải chuẩn bị, và chúng tôi cũng đã làm luôn luôn là hoàn thiện chứ không phải chờ đến bây giờ. Vâng, có thể thấy là quy định về rút ngắn thời gian khám chữa bệnh mới ban hành cùng với việc điều chỉnh tăng giá viện phí lần này thì điều có lẽ nhiều người dân quan tâm và băn khoăn nhất là nếu viện phí được điều chỉnh thì chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và điều trị có được thay đổi hay không ạ? Chúng tôi nghĩ rằng đây là một mong muốn của người dân và là một quyết tâm của ngành. Và chúng tôi nghĩ rằng với cái sự điều chỉnh giá viện phí lần này thì chắc chắn là sẽ phải thay đổi. Bởi vì chúng ta ngay thấy đấy, trong cái cơ cấu giá đấy là thay đổi những cái chi phí trực tiếp đến khám chữa bệnh cho người bệnh. Cho nên đó chắc chắn là thay đổi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó cũng phải có từng bước và có lộ trình. Vâng, dù sao thì đó cũng là một thông tin rất vui. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 tới đây thì nhiều người dân chắc chắn hy vọng là chúng ta sẽ được hưởng nhiều dịch vụ y tế hiệu quả hơn, và đặc biệt là họ được khám chữa bệnh tại những cơ sở y tế tốt hơn. Cảm ơn bà rất nhiều.